Nhiều người nghĩ tập thể dục là một hoạt động tất cả hoặc không có gì, đòi hỏi nỗ lực lớn để thấy được lợi ích. Nhưng ngay cả những thay đổi nhỏ về mức độ hoạt động cũng có thể dẫn đến sự khác biệt có thể đo lường được trong kết quả sức khỏe. Một nghiên cứu gần đây trên tạp chí JAMA Internal Medicine cho thấy chỉ cần tăng 10 phút mỗi người mỗi ngày hoạt động thể chất có thể ngăn chặn hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm. Các tác giả của nghiên cứu đã sử dụng gia tốc kế để điều tra mối quan hệ giữa hoạt động thể chất và tử vong ở người lớn Hoa Kỳ. Sau đó, họ ước tính có thể ngăn ngừa được bao nhiêu ca tử vong mỗi năm bằng cách tăng cường hoạt động thể chất với lượng tương đối nhỏ, 10 đến 30 phút mỗi ngày. Dữ liệu của họ đến từ khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia và bao gồm 4.840 người trưởng thành ở Hoa Kỳ. Thật đáng kinh ngạc, họ phát hiện ra rằng tăng hoạt động thể chất chỉ 10 phút mỗi ngày có thể ngăn chặn ước tính 111.174 ca tử vong mỗi năm ở Hoa Kỳ. Kết quả tương tự nếu hoạt động thể chất được tăng lên 20 hoặc 30 phút mỗi ngày, sẽ ngăn ngừa khoảng 210.000 và 272.000 ca tử vong mỗi năm. Năm tương ứng, trong một nghiên cứu năm 2018, CDC ước tính rằng hơn 8% trường hợp tử vong ở Hoa Kỳ là do mức độ hoạt động không đủ. Hoạt động thể chất thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, béo phì và ung thư, nó thậm chí có thể giúp tái tạo tế bào tim của bạn. Nó cũng có liên quan đến việc cải thiện giấc ngủ, tâm trạng, chức năng tâm thần, chức năng miễn dịch và hơn thế nữa. Hướng dẫn hoạt động thể chất cho người Mỹ khuyến nghị rằng người lớn nên có ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ trung bình hoặc ít nhất 75 phút hoạt động thể chất aerobic cường độ mạnh. Tuy nhiên, hướng dẫn cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ số lượng hoạt động nào cũng tốt hơn là không có hoạt động nào. Như thể hiện trong JAMA nghiên cứu, thậm chí thêm 10 phút mỗi ngày có thể ngăn chặn cái chết cho hàng trăm nghìn người Mỹ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.